tìm cách đánh thức tiềm năng du lịch huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn. Linh ứng ngôi chùa mang dấu ấn Triều Nguyễn. Lễ diễu hành đại lễ Bạch Kim mừng 70 năm trị vì của nữ Hoàng Anh. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin văn hóa du lịch của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam VOVTV. Thưa quý vị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách Hàn Quốc tham quan Đà Nẵng và trở về nước thực hiện chính sách nhập cảnh đúng quy định, Sở Y tế Đà Nẵng đã đồng ý cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng triển khai kế hoạch tổ chức điểm xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 miễn phí đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Chương trình được thực hiện trên tinh thần của thông cáo từ Văn phòng Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam về hướng dẫn chi tiết thủ tục nhập cảnh và miễn cách ly khi nhập cảnh Hàn Quốc. Yêu cầu du khách muốn nhập cảnh Hàn Quốc bắt buộc phải có kết quả âm tính PCR. Theo đó, du khách quốc tế xuất cảnh rời Đà Nẵng tại nhà ga hành khách quốc tế nhà ga T2 có nhu cầu sẽ được hỗ trợ xét nghiệm kháng nhanh nguyên COVID-19 miễn phí. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được các cơ quan y tế chức năng đánh giá tình trạng ban đầu, vận chuyển, theo dõi sức khỏe và điều trị đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Huyện Nari có bản sắc văn hóa độc đáo, phong phú, diện tích rừng tự nhiên rộng lớn tạo nên những cảnh quan thiên nhiên độc đáo, tiềm năng du lịch lớn, tuy nhiên những kết quả đạt được lại chưa tương xứng. Đây là nhận định của nhiều đại biểu tại Hội thảo Phát triển Du lịch huyện Nari, Du lịch tiềm năng và triển vọng vừa diễn ra tại huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn. Nari là huyện miền núi vùng cao, nằm ở phía đông bắc tỉnh Bắc Cạn, với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đặc điểm địa hình, khí hậu, đất đai, phong tục tập quán của mỗi dân tộc đã tạo nên một kho tàng văn hóa đặc sắc và phong phú, thể hiện những đặc trưng riêng của nét văn hóa Nari. Bên cạnh đó, với địa hình đồi núi, sông suối hang động, diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, phong phú đã tạo nên những cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn. Tuy nhiên, Nari vẫn chưa hình thành được chuỗi sản phẩm du lịch gắn với di sản văn hóa để thu hút nhiều du khách tham quan. Việc khai thác phát triển du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Mặc dù đã có cái đề án về phát triển du lịch, tuy nhiên thì cái quy hoạch chi tiết thì cũng chưa được triển khai. Và tôi cho rằng đây là một trong những cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì từ quy hoạch chi tiết thì chúng ta mới có cái định hướng cụ thể, từng nhóm việc, từng phần việc, và từng giai đoạn chúng ta thực hiện việc gì. Mà cái này thì cũng cần phải có những cái đơn vị, có những cơ quan, có cái kinh nghiệm trên cái lịch vùng này. Thì mới có thể thực hiện đảm bảo được cái việc phát triển cái ngành du lịch trên huyện Nari. Để đánh thức được những tiềm năng du lịch văn hóa của Nari, các đại biểu cho rằng Nari cần làm rõ tầm nhìn và sứ mệnh, cần có slogan rõ ràng, điểm nhấn để quảng bá và bán sản phẩm cho các khách hàng mục tiêu trong thời gian tới. Đồng thời, huyện Nari cũng cần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đào tạo nguồn nhân lực du lịch, hỗ trợ cho bà con phát triển du lịch, có cơ chế chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư và phát triển các điểm tham quan cho du khách, để du khách muốn quay trở lại Nari. Linh ứng quốc tự là một ngôi chùa cổ nằm trên núi Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, với kiến trúc độc đáo mang dáng dấp phong cách cung đình Triều Nguyễn. Nơi đây không chỉ là điểm đến thu hút đông đảo du khách gần xa, mà còn chứa được nhiều giá trị trong dòng phát triển của Phật giáo đằng trong. Ngôi chùa được xây dựng theo lối kiến trúc của cung đình Triều Nguyễn. Cột kèo, tường vách được các nghệ nhân chạm khắc tỉ mỉ công phu, tăng tính trang trọng và hiệu quả về mặt mỹ thuật. Trước kia, đây chỉ là ngôi chùa bằng tranh lá, lấy tên dưỡng trơn đường. Đến thời vua Minh Mạng năm 1825, ngôi chùa được xây dựng bằng gạch đá, đổi tên thành ứng trơn tự, đồng thời nhận sắc phong quốc tự. Năm 1903, khi vua Thành Thái thân chinh ngự giá đến thăm ứng trơn tự và tổ chức lễ trai đàn cầu quốc thái dân an, đã đổi tên chùa thành Linh ứng tự. Trải qua thời gian và phát triển Phật giáo từ đằng trong, đằng ngồi vào đằng trong, ngôi chùa này được sắc phong là quốc tự, và đặc biệt nữa là ngôi chùa này có những vị danh tăng tu ở đây đóng góp với việc xây dựng đất nước cũng như phát triển Phật giáo đằng trong ngày một phát triển mạnh. Động Tàng Trơn nằm phía sau chùa là một trong những hang động đẹp và linh thiêng của núi Ngũ Hành Sơn, và cũng là nơi đặt nền móng đầu tiên của chùa Linh Ứng.
Cách đây khoảng 200 năm, ngôi miếu Linh Động Trơn Tiên được xây dựng ở trung tâm động Tàng Trơn, nằm trong động lại được thời gian mưa nắng bao phủ lớp rêu xanh, hài hòa với màu sắc của không gian động, tạo nên thế giới tâm linh linh thiêng khác biệt hoàn toàn với bên ngoài. Trong động này, hiện vẫn còn lưu giữ dấu ấn ngôi đền Champa 1.000 năm tuổi với rất nhiều di vật cổ như đài thờ phong cách nghệ thuật Đồng Dương, một phong cách nghệ thuật của Champa. Bệ đá thể hiện hình tượng các vị hộ pháp theo dạng phù điêu. Ngôi đền người Chăm nó mang rất nhiều ý nghĩa, đó là sự trước đây đã nói lên cái vùng đất này là một vùng đất tâm linh lâu đời rồi. Người Chăm Ba đến đây và không ăn ở đây nhưng xây dựng những cái đền thờ của người ta, thì người ta thờ đạo Hindu, và nói lên cái sự cộng hưởng văn hóa. Và khi người Kinh đến đây và người Chăm đi về hướng Nam, thì đối với người Kinh gần như chúng ta không tàn phá những cái ngôi đền của người Chăm Ba mà cũng cộng hưởng, cũng đều thờ cúng như thế, nhưng mà bắt đầu dần dà phát triển đạo Phật là chủ đạo. Động Tàng Trơn còn là nơi ẩn tu của các vị danh tăng, cũng là nơi đón rất nhiều bước chân của vua chúa, tao nhân mặc khách ghé thăm. Vì thế mà trên vách đá lưu giữ hệ thống văn tự được chạm khắc vô cùng có giá trị. Đó là những áng văn chương thi phú viết về Ngũ Hành Sơn, cũng như những ghi chép đầy đủ về lịch sử Phật giáo nơi đây. Quan khắc không nôm để chứng minh rằng là cái di tích này là nó đã có từ lâu, đồng thời là nó là một cái giai đoạn lịch sử. Cho nên đến bây giờ là mình phải cần khôi phục và đề nghị để mà công nhận cái văn khắc phong đồn này là chủ UNESCO sẽ công nhận, đó là mang tính chất hợp lý trong cái điều kiện hiện nay mà nó cũng đúng nghĩa của nó. Bên cạnh những yếu tố cảnh quan được xây dựng thêm, Linh Ứng Quốc Tự luôn giữ được vẻ cổ kính chứa nhiều giá trị, cho thấy con đường phát triển của Phật giáo Ngũ Hành Sơn cũng như Phật giáo Đàng Trong trước sự quan tâm phát triển của các vị vua chúa triều Nguyễn. Với những giá trị đó, nơi đây luôn xứng danh ngôi chùa vua ban. Nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt, bản Long Thắng thuộc xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong là địa phương duy nhất ở Nghệ An còn lưu giữ được nhiều nếp nhà sàn cổ có tuổi đời hàng trăm năm của đồng bào Thái. Cùng với những nỗ lực bảo tồn các phong tục tập quán, bản Long Thắng đang là điểm đến cuốn hút của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Nằm giữa đại ngàn khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt là những nếp nhà sàn cổ của đồng bào Thái, vùng Mường Đán xưa kia, với lịch sử trên 300 năm. Những ngôi nhà sàn có diện tích từ 100 đến 120 mét vuông, mái nhà được lợp bằng gỗ sao mu dầu, xẻ thủ công vuông vắn. Đây cũng là loại gỗ không bị mối mọt, mát vào mùa hè và có khả năng chống chịu mưa nắng. Bao đời nay rồi, người Thái ở đây chỉ quen ở nhà sàn thôi, truyền thống của cha ông mà. Ngày xưa phải làm nhà sàn để chống thú dữ, hổ báo, này thì thành truyền thống rồi. Ở đây bao thế hệ từ cha ông đến con cháu đều sinh ra và lớn lên trong nếp nhà sàn này. Bản Long Thắng vốn sáp nhập từ hai bản Na Sai và Hùa Mương. Bản có khoảng 200 hộ dân, thì có đến 90% hộ vẫn gìn giữ được những nếp nhà sàn truyền thống. Tuy nhiên, hiện nay nhà nước đã đóng cửa rừng. Gỗ sa mu, thứ gỗ để làm mái nhà không còn, thay vào đó là những tấm lợp bằng tôn hoặc mái ngói đỏ. Cả bản còn khoảng 30% nhà sàn lợp bằng gỗ sa mu. Nhà sàn ta phải lợp cái gỗ, nhà cũng gỗ, lợp cũng phải gỗ. Cho nên là dân bản là lên đồi trẻ ván về lợp. Dù nhà xuống cấp, ông tiếc rằng có chế độ nào bên là chính phủ, nhà nước quan tâm để giữ nhà sàn cổ. Thời gian trôi qua hàng trăm năm, nhưng không gian sinh tồn, những tập quán truyền thống văn hóa đẹp đẽ vẫn được đồng bào nơi đây tiếp nối và giữ gìn. Những điệu khắp lâm, nhuôn, suối, hòa lẫn cùng tiếng cổng chiêng vẫn cứ vang lên mỗi khi có khách quý đến với bản làng. Chúng tôi đã mời cả cái chuyên gia về du lịch để đi khảo sát thực tế, đánh giá về những cái lợi thế và khai thác về du lịch từ những cái bản làng Thái cổ và cũng như những cái nếp nhà sàn nó độc đáo ở trên vùng miền của Quế Phong và những cái sinh hoạt văn hóa đời thường của người dân đến đó. Đặc biệt là những cái du lịch khách quốc tế, nếu sau này họ có điều kiện, họ sẽ rất là mong muốn để lên để khám phá những cái nét độc đáo qua những ngôi nhà sàn và những cái nét văn hóa riêng sinh sống của bà con đến đó. Cùng với thác bảy tầng, bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch đang được chính quyền địa phương định hướng xây dựng thành điểm du lịch cộng đồng. Đây là giải pháp để chính quyền địa phương giữ gìn và phát huy những nét văn hóa truyền thống độc đáo của một vùng đất cổ có tuổi đời hàng trăm năm ở núi rừng miền Tây Nghệ An.
Trong phần tiếp theo của chương trình, ra mắt bộ sách Đại Nam Thực Lục 10 tập. Lễ diễu hành Đại lễ Bạch Kim mừng 70 năm trị vì của nữ hoàng Anh. Thưa quý vị, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa sách Việt Nam, Nhà xuất bản Hà Nội và Viện Sử học vừa ra mắt bộ sách Đại Nam Thực Lục 10 tập. Đây là bộ sách được tái bản đúng dịp 60 năm kể từ lần đầu tiên xuất bản qua ấn bản tiếng Việt năm 1962 đến năm 2022. Những năm đầu thế kỷ 20, Triều Nguyễn đã tổ chức dịch thuật ra quốc ngữ một số tư liệu liên quan đến Đại Nam Thực Lục, Đại Nam Liệt Truyện để cung cấp cho các trường học, nhưng số lượng hạn chế. Vào những năm 1962 đến năm 1978, Viện Sử học Việt Nam mới bắt đầu công bố dần các bản dịch về Đại Nam Thực Lục từ tiền biên đến chính biên liệt truyện đệ lục kỳ, 38 tập. Từ năm 2002 đến năm 2007, Viện Sử học đã liên kết với Nhà xuất bản Giáo dục cho ra mắt 10 tập sách Đại Nam Thực Lục tái bản lần thứ nhất. Tuy vậy, số lượng in ấn không nhiều, trong khi đây là bộ sách giá trị và rất cần thiết đối với những người yêu quý lịch sử văn hóa Việt Nam. Nên Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa sách Việt Nam đã liên kết xuất bản và cho ra mắt bộ sách Đại Nam Thực Lục 10 tập tái bản lần thứ 2 nhân kỷ niệm 65 lần xuất bản Đại Nam Thực Lục đầu tiên bằng chữ quốc ngữ năm 1962 đến năm 2022. Việc tái bản bộ sách này sẽ góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử thời Nguyễn, đồng thời qua đó nâng cao và lan tỏa hơn nữa niềm yêu thích về lịch sử văn hóa Việt Nam. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre vừa tiếp nhận quyển sách thư pháp về danh nhân Nguyễn Đình Chiểu do nghệ nhân thư pháp Vũ Đăng Học, Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Quyển sách thư pháp chữ quốc ngữ Nguyễn Đình Chiểu thi tập được nghệ nhân thư pháp Vũ Đăng Học thực hiện. Sách dày 209 trang, chế tác thủ công trên nền giấy xuyến chỉ với kích thước 1m8-1m4, nặng khoảng 500 kg. Tác phẩm được nghệ nhân thực hiện trong thời gian hơn 5 tháng và trao tặng lại cho tỉnh Bến Tre nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu năm 1822 năm 2022. Quyển Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển là công trình đồ sộ mang tâm huyết của nghệ nhân về danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Thời gian tới, tỉnh Bến Tre sẽ tiến hành đăng ký xác lập kỷ lục thế giới đồng sở hữu về quyển sách thư pháp có kích thước lớn nhất từ trước đến nay đối với tác phẩm này. Nằm trong khuôn khổ của chương trình Kích cầu du lịch Yên Bái, dự kiến tháng 9 năm nay sẽ diễn ra lễ đón nhận bằng công nhận của UNESCO, ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức lễ đón nhận và lễ hội. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải hướng dẫn người dân áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong canh tác lúa, đặc biệt ở các khu vực có hoạt động du lịch trọng điểm, vận động người dân gìn giữ nguyên gốc và phát huy giá trị của di tích, di sản. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Căng Chải rà soát cơ sở hạ tầng, sản phẩm du lịch, phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức lễ đón nhận và lễ hội đảm bảo yêu cầu. Với chủ đề di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6, có sự tham gia trình diễn của nhiều đoàn nghệ thuật đến từ 7 quốc gia và các đoàn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Ban tổ chức Festival Huế 2022 cho biết, tuần lễ Festival Huế 2022 gồm có 8 chương trình, lễ hội chính cùng nhiều hoạt động hưởng ứng hướng về cộng đồng, quy tụ các đoàn nghệ thuật tiêu biểu ở trong nước và nhiều nước trên thế giới. Hiện các đoàn nghệ thuật của nhiều quốc gia trên thế giới đã xác nhận tham gia tuần lễ Festival Huế 2022. Ngoài ra, còn có sự tham gia biểu diễn của gần 400 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 15 đoàn nhóm nghệ thuật trong nước. Năm nay là năm đầu tiên tỉnh tổ chức Festival Huế theo hình thức Festival 4 mùa và bước đầu đã mang lại những hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong cộng đồng với các sự kiện, lễ hội trải dài trong năm. Với sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, tuần lễ Festival Huế 2022 được kỳ vọng sẽ mang lại những chương trình hấp dẫn, phục vụ người dân, du khách trong nước và quốc tế. Từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 6 tới, Festival Cao Nguyên Trắng sẽ diễn ra tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Điểm nhấn chính của Festival lần này sẽ là giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng. Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng là sự kiện điểm nhấn của Festival Cao Nguyên Trắng Bắc Hà. Đến nay, giải đua ngựa đã chiêu mộ được 64 nài ngựa vùng cao tham gia, nhằm mang đến cho người xem những màn tranh tài mãn nhãn. Đây cũng là lần thứ 15 giải đua ngựa được tổ chức tại huyện vùng cao này. Ngoài giải đua ngựa, trong khuôn khổ festival còn diễn ra loạt sự kiện nổi bật khác
như lễ hội Mận Tam Hoa, chợ đêm Bắc Hà, hội thảo xúc tiến quảng bá đầu tư du lịch tại Bắc Hà. Dịp này, huyện Bắc Hà cũng tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ dân gian với các huyện vùng cao lân cận là xã Xín Mần, Hà Giang và Simacai, Lào Cai. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Festival kỳ vọng đón khoảng 60.000 lượt du khách đến địa phương. Chiều qua theo giờ Việt Nam, Đại lễ Bạch Kim mừng 70 năm trị vì Vương quốc Anh và 14 quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị đã chính thức diễn ra với nhiều nghi thức trang trọng. Đại lễ được mở màn bằng lễ diễu hành của quân đội Hoàng gia Anh ở thủ đô London với sự tham gia của 1.450 binh sĩ thuộc Ngự Lâm Quân, Biệt đội Pháo binh Hoàng gia Anh và 400 nhạc công quân đội. Xuất phát từ cung điện Buckingham, lễ diễu hành đi dọc đại lộ The Mall đến tổng hành dinh của hộ kỵ binh Hoàng gia Anh tại Westminster. Kết thúc lễ diễu hành là màn bay biểu diễn của không quân Hoàng gia Anh dưới sự chứng kiến của các thành viên Hoàng gia Anh từ ban công điện Buckingham. Khoảng 7.000 người có vé theo dõi lễ diễu hành từ khán đài tổng hành dinh hộ kỵ binh Hoàng gia. Nhiều màn hình lớn phát sóng trực tiếp được đặt tại nhiều địa điểm công cộng. Người dân cũng có thể theo dõi tại nhà các sự kiện được truyền hình trực tiếp. Kết thúc ngày đầu tiên của lễ kỷ niệm Đại lễ Bạch Kim, nữ hoàng Elizabeth đã bắt đầu nghi thức thắp đèn hiệu Bạch Kim với việc chạm tay vào quả cầu thịnh vượng chung. Một thảm đèn lung linh được thắp sáng từ lâu đài Windsor tới cung điện Buckingham. Đây là một truyền thống lâu đời của nước Anh và thường được thực hiện vào các buổi lễ quan trọng như lễ cưới hay lễ đăng quang. Hơn 3.000 ngọn đèn đã đồng loạt được thắp sáng trên khắp các đỉnh núi, làng mạc và quảng trường tại Vương quốc Anh, quần đảo Channel, đảo Man và các vùng lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh. Đây cũng là lần đầu tiên đèn hiệu được thắp sáng ở tất cả 54 thủ đô của khối thịnh vượng chung. Chính phủ Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết sẽ dỡ bỏ yêu cầu kiểm dịch đối với khách du lịch nước ngoài không tiêm phòng COVID-19 từ ngày 8 tháng 6 tới, đồng thời bắt đầu dỡ bỏ các quy định hàng không áp dụng đối với các chuyến bay quốc tế. Tuy nhiên, hành khách vẫn phải tiến hành xét nghiệm PCR trước khi nhập cảnh và trong vòng 72 giờ sau khi đến. Chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết tất cả các quy định phòng dịch hàng không được áp dụng tại sân bay quốc tế Incheon sẽ được dỡ bỏ từ ngày 8 tháng 6 để đảm bảo các chuyến bay có thể hoạt động kịp thời trong bối cảnh những hạn chế hiện nay liên quan đến hoạt động bay và thời gian khai thác các chuyến bay đã gây ra những bất tiện như thiếu vé và giá vé tăng cao. Ngày 2 tháng 6, hãng thông tấn của Ả Rập Xê Út đưa thông tin Tổng cục Hàng không Dân dụng nước này đã ban hành một số quy định mới liên quan hoạt động vận chuyển hành khách trong lễ hành hương 2 sắp tới. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Các quy định được áp dụng cho tất cả các hãng hàng không đang hoạt động tại sân bay của Vương quốc, bao gồm cả các hãng tư nhân. Yêu cầu hành khách đến Ả Rập Xê Út dự lễ hành hương Hajj cần đáp ứng các quy định về y tế. Cụ thể, du khách hành hương phải dưới 65 tuổi, đã hoàn thành việc tiêm chủng liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19 và trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành đến Ả Rập Xê Út. Trước đó, hồi tháng 4, Ả Rập Xê Út đã công bố kế hoạch đón tiếp 1 triệu du khách ở trong và ngoài nước trong lễ hành hương Hajj tới, đánh dấu lần đầu tiên người hành hương nước ngoài được tham dự lễ Hajj sau hai mùa bị hạn chế do bùng phát đại dịch COVID-19.